Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Let's go. Ok, let's go. Trong này máu rất là nhiều. Không có nhân vật nữa đâu. Tiêu diệt anh chàng này trước, còn người con tin sẽ bị chết. Let's go. Oh my god. Này mình phải chuẩn bị nâng cấp tốc độ nhanh. Wow, mấy anh chàng này bắn rất là nhanh luôn. Mình sẽ bắn vào đây một phát. Sau đó mình sẽ bắn vào đây. Tiếp theo đó là một chiếc máy bay. Boom. Không trúng. Let's go. Lấy 100% rồi. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Sliver try. Let's go. Tựa game này các bạn sẽ hóa thân là một nhân vật cảnh sát.
play 4 skin và sẽ phải giết 4 rồi. Wow. Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Sliver 3D. Let's go. Let's go, update thôi. Vẫn chưa đủ tiền. Rồi còn một phát nữa thôi. Yeah, ok. Được 1.900. Vẫn chưa nâng cấp được. Để xem còn phần nào có thể chơi được không. Ok. Yeah, let's go. Lần cấp tiếp rồi. Không nhau, thêm nữa đi. Rồi, let's go. Một tên chạy thoát rồi. Oh my god. Wow. Lại thôi. Tức là mình bắn phải 3 viên. May ra tên đó mới chết. Mỗi người một phát đi. Cho đỡ chạy nhiều. Tiếp tục. Let's go. Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Sliver, Hitman Sliver. Let's go. Cái này mình phải bảo vệ anh chàng này, tránh khỏi những anh chàng zombie. Oh, đâm rồi. Đâm ra. Mình sẽ tiêu diệt kịp. Let's go.
What time? Get ready. They're coming. It's too calm. I don't like it. What for? What fire? He'll be back any second. No, okay. Keep your eyes peeled. It's too quiet. There you go. There you go. That was soft. Mình đã bảo vệ thành công anh này. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Cover file. Let's go. Yeah, stop me doing. Wow. Let's go. Hai viên luôn. Ba viên. Wow. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Sleeper Hollow.
Oh my god, sợ chưa? Là cấp gì nữa không? Vẫn chưa đủ tiền. Còn nâng cấp tiếp thì mới ra mới đủ để các bạn làm thêm nhiệm vụ khác. Vẫn phải cày tiền ở đây thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái nơi theo. Hitman Go. Let's go. Cái này thì mình sẽ chơi từ I6. I7 đi. Ok. Wow, có 3 viên đá. Bắt buộc phải đi vào trước rồi. Đúng rồi đây. Ok man. Ok. Chia. Theo vẫn nghĩ vẫn phải ăn một cái kia được ba lần. So let's go. Ok. Level 9, let's go. Yeah, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Captain. Mình sẽ mua thân đạo.
So let's go. Tận xa luôn. Đây điều khiển hơi khó một chút. Mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.